Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp tại thành phố đã bắt đầu triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. Nhận định xu hướng tiêu dùng còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp cần phải linh động để đáp ứng đa nhu cầu khách hàng, tăng doanh thu, hoàn thành mục tiêu đề ra. Đa số các doanh nghiệp đều dự báo, trong dịp Tết năm nay, khách hàng sẽ có xu hướng chi tiêu tiết kiệm. Do đó, nhà sản xuất chủ động những sản phẩm vừa túi tiền, không quá cầu kỳ và mang tính ứng dụng cao. Còn các nhà bán lẻ đang bám sát nguồn cung, nỗ lực tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, thực hiện việc giảm giá bán theo mức giảm của các nhà cung cấp và theo thị trường. Thì đơn vị cũng đã phối hợp với các nhà sản xuất để lên kế hoạch để tăng cường cái lượng hàng sản xuất để đảm bảo cho người tiêu dùng phục vụ cuối năm, đảm bảo được mua sắm tiết kiệm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu cùng với cái sự việc là thực hiện bình ổn giá để điều tiết làm sao cái sản phẩm như cuối năm nó không có sự tăng đột biến. Siêu thị của chúng tôi ngay từ thời điểm này thì đã cam kết các mặt hàng để bán Tết. Các nhu cầu mua sắm Tết thì các mặt hàng thiết yếu của bộ phận tiêu dùng nhanh thì là siêu thị chúng tôi đã cam kết với hơn 3.000 mặt hàng để bán trong cái thời gian 45 ngày Tết thì sẽ khóa giá trong trước 45 ngày. Theo định hướng của chương trình mục tiêu phát triển thị trường trong nước, các chương trình kích cầu thị trường Tết Nguyên đán kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền cũng sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt thúc đẩy tiêu dùng mạnh mẽ các sản phẩm của bà con nông dân, hợp tác xã. Chúng tôi cũng đã có những cái cam kết và cùng yêu cầu với các nhà cung cấp là đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại, cho tập đoàn Central Retail ở tại Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn đề nghị Sở Công Thương có những sát sao và có những cái chỉ đạo cụ thể hơn để đảm bảo là người tiêu dùng và người dân có được những nguồn hàng đủ cho cái dịp mua sắm cuối năm. Cũng đã có nhiều khóa tập huấn cũng như là tuyên truyền cho bà con, các hộ hợp tác xã và doanh nghiệp làm sao sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Về thứ hai nữa đó là việc là các bộ ngành đều đã tập trung vào việc là làm sao nâng cao được cái hạ tầng của các cái khu vực khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo để đảm bảo có đủ điện, đường, các kho vận và giảm được chi phí logistics. Hiện tiêu dùng đang là điểm sáng để có thêm thuế, trong khi thuế xuất nhập khẩu đang suy giảm. Vừa qua, Đà Nẵng đã phát động các chương trình khuyến mại, qua đó ghi nhận những kết quả tích cực. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt hơn 105.500 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2022. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ vận động hệ thống phân phối tham gia chương trình này, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp phân phối xây dựng kế hoạch bình ổn các mặt hàng thiết yếu để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho cuối năm.